Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Sáng cho em 5.000, chiều cho em 5.000, nữa là 10.000. Tới cho hai... Oh my god, cái gì đây? Wow, một bông hoa thật là đẹp. Ai lại trồng bông hoa này ở trước nhà của Sam vậy? Trời ơi, nhà của phù thủy mà lại có bông hoa đẹp như thế này sao? Chết, quên. Mình đang đứng ở trước nhà Sam, mình nói vậy Sam nghe được chết mình luôn á. Rồi, đem bông hoa vô tặng cho Sam. Hợp lý. Ấy, vô nào. Hey, đóng cửa lại nè. Hey, Sam. Sam! Tại sao Sam lại khóc? Trời ơi, ai? Ai bắt nạt, ai ăn hiếp Sam, ai làm gì Sam mà Sam khóc? Nói với phòng đi, phòng xử lên đó cho coi nè. Buồn quá, không ngờ chuyện này đã xảy ra đối với mình. Mình buồn quá trời đất luôn. Ủa, tự nhiên buồn. Ủa, chuyện gì xảy ra với Sam? Sam nói đi, thôi đừng buồn nữa nè. Bây giờ Phong tặng cho Sam bông hoa nè, Sam ơi. Nè, tặng bông hoa nè, đó, để anh bàn nè, lấy đi Sam. Bây giờ mình phải ra ngoài này thăm người đó thôi. Ủa, cái gì? Thăm người đó? Người đó là người nào? Chẳng lẽ Sammy, Sammy có bạn trai mới? Sammy đi thăm người mới? Oh my god, không được. Sammy, trời ơi, Sam ơi, tôi nói bà nghe là ai cho phép bà như vậy hả? Ông ơi, tại sao ông lại ra nông nỗi này? Rõ ràng hôm qua ông còn rủ tôi đi ăn bún đậu mắm tôm. Hôm nay ông nằm đây rồi. Ủa, cái gì hả ta? Ủa, chuyện gì xảy ra? Oh my god, cái gì vậy? Sao tự nhiên mình bị bay màu rồi? Ủa, trời ơi trời, rõ ràng mình nhớ ngày hôm qua là mình có đi ăn bún đậu mắm tôm nè, sau mình đi ăn KFC, về nhà mình còn ăn thêm 2 trái sầu riêng nè, sau đó là ăn thêm 8 con gà quay. Có khi nào mình ăn nhiều quá cho nên là mình bị ngất xỉu luôn không ta? Sao mày mình biến thành linh hồn luôn rồi? Oh my god, chuyện gì xảy ra vậy trời? Ôi, Sam ơi, Sam có thấy tôi không? Sam ơi, dịch tôi là Sam ơi. Sam. Không thể nào chuyện này lại xảy ra với tôi. Phong ơi, tỉnh dậy Phong ơi. Không thể nào. Ông hứa là ông sống với tôi đến 100 tuổi mà ông xuống đây ông nằm rồi. Trời ơi trời, buồn quá. Ủa, tiếng gì vậy ta? Ủa, ai vậy? Tên ở đây, ê, tên kia, đứng lại coi, ai vậy? Ê, đứng lại. Ôi, ủa, tự nhiên tôi đang đứng khóc với phòng cận tôi, tự nhiên có mấy con tên nào đó đứng đây rình mình á. Rồi xong mấy bạn ơi, mình biết rồi, có khi nào tên này là người lấy lên đồ của phòng cận tôi chắc chắn chỉ có vậy thôi. Nghĩ sao mà tự nhiên hôm qua ổng rủ tôi đi ăn, hôm nay ổng nằm dưới đây rồi, chắc chắn là có lý do ổng nằm dưới đây. Các bạn ơi đừng nói đầu kia đó chứ là cái con quỷ lấy lên đồ của phòng cận. Không được, tôi không chấp nhận ai lấy lên đồ của phòng cận. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới tìm con yêu quái và xử sổ nó. Trời ơi, nó dám lấy lên đồ phòng cận. Phong ơi, tôi sẽ cứu ông. Đừng có lo, trời ơi, cái nhà còn bánh gì không thì tôi đem qua ra coi. Trời ơi trời, nhà còn bánh kẹo gì không? Ui, còn bánh đấy bạn. Ui, đây. Rồi, đây tôi có ít bánh rồi Phong ơi. Bây giờ ông ăn tạm đây nha. Đó, đứng ngay ngồi đợi tôi nha, tôi về nha. Trời ơi trời, cái con quỷ kia, đưa lên đồ phòng cận lại đây cho ta. Cái con quỷ. Nhanh lên bạn ơi, không mà lạc dấu bây giờ, nhanh lên. Ui, nó kìa. Hóa ra đây là địa bàn của cái con này. Trời ơi, cái con mà lấy linh hồn phong tử đấy bạn. Ủa, nó làm gì vậy? Từ từ, mình xem coi. Ủa, nó đang liếc hay xem coi có ai theo dõi nó đúng không ta? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ui, nó lên trên kia kìa, mấy bạn. Nhìn nè. Chắc chắn 100% mấy bạn ơi. Đây là địa bàn của nó rồi, nó đang bắt phong tử rồi. Rồi, trời ơi, cái con yêu quái xấu xí là dám bắt phong tử cái gì? Tôi sẽ lên giải cứu phong tử, lấy lại được cho phong tử tay dây. Trời ơi, trời, đây, tôi lên đây. Trời ơi, Phong ơi, đợi tôi ở nhà nha, tôi cho ăn bánh rồi đừng có lo, tôi sẽ lên đây tôi cứu ông. Ấy da, trời ơi, bắt leo cầu thang cái mệt ghê luôn à, trời ơi mệt chứ sợ luôn. Hey, hey, nhảy lên, nhảy, trời, nhảy, trời không muốn nhảy được các bạn ơi, trời ơi đi cầu thang nó mệt luôn á. Cố lên, trời ơi, mỏi chân quá bạn ơi, cố lên nè, lên nè. Ủa gì đây? Phong cần đi dây, Phong. Trời ơi, buồn quá trời, quá đất quá trời. Trời ơi, ôi, ông khóc như cái sông ấy bạn ơi, trời, đứng đây ngồi tắm luôn. Trời ơi, mát quá, quay, làm gì vậy? Ê, Phong, tôi nè. Giờ sẽ không còn ai có thể nhìn thấy mình được nữa. Trời ơi, à, Phong ơi, tôi thấy nè, Phong ơi. Sammy thấy tôi hả? Trời ơi, tôi tưởng rằng đây là lần cuối cùng Sammy có thể thấy được tôi. Trời ơi, cứu tôi với Sammy. Trời ơi, cái con yêu quái. Bà coi nè, bà coi nè. Tôi đi xuyên qua người bà được luôn. Trời ơi, đi xuyên qua người tôi luôn. Ủa, Phong ơi, cái con yêu quái bắt cái linh hồn ông tới đây đúng không? Hả, tôi mới theo dõi được đó, đúng không? Đúng rồi á,
lại căm ghét lâu đài vậy đó hay trời sao? Ơi trời, nó bắt Phong Cận tại vì nó đem Phong Cận về làm ô sinh đấy bạn ơi. Trời ơi cực khổ, Phong Cận quá thôi, không chịu tôi không chịu đâu nha. Bây giờ tôi sẽ giải cứu ông về được không? Tôi sẽ lên tôi tiêu diệt ông quả, tôi lấy thuốc để tôi giúp ông trở về thân xác, chứ không thể nào để Phong Cận dễ thương của tôi làm ô sinh được, tôi không có chịu nha. Thôi mấy bạn mà ủng hộ Sam đừng quên like thật mạnh video này nha, để Sam lên giải cứu Phong Cận. Rồi rồi đi đi đi, bây giờ ông phụ tôi được không? Bây giờ đi ông thôi, đi thôi. Bây giờ ông phụ tôi được không hả? Bây giờ tôi lên được, rồi, rồi rồi bây giờ tôi sẽ lên nha. Trời ơi trời, tôi không ngờ có một ngày tôi phải giải cứu Phong Cận bằng cách này luôn. Ui leo mệt quá trời đất luôn, cái gì vậy? Trời ơi con Phong Cận bay kìa mấy bạn ơi, tức chưa? Trời ơi bay đúng lợi luôn á, coi kìa. Trời ơi trời đây ý dạ ý dạ. Rồi trời ơi biết bay nhưng mà người ta người nhưng mà biến thành linh hồn cũng vậy thôi. Rồi ủa gì đây, ủa này lấy gì vậy? Ui bắt tôi hả? Không biết nữa, tôi mới vừa tới cái cửa là nó bắt tôi ở ngoài đó, ở đâu trời ơi đồ. Ủa đây là cái gì đây? Từ từ. Ủa cái này là ủa bắt cua cát thì có gì đâu trời, để tôi xem coi. Ui gì đây? À, bác ơi, chết rồi. Bác ơi, cắt lưỡi, cứu tôi. Cứu, cứu. Cứu. Không bây giờ phải làm sao sao ơi? Trời ơi, ai? Có cá rồi, để không, để không? Để tôi. Cứu lên. Bắt tôi lên. Đúng rồi. Để không ơi. Trời ơi, tức quá bạn ơi, trời ơi,
full có skeleton, cầm kiếm kim cương, cầm khiên, cầm giáp, cái gì vậy? Tôi không có vậy, tôi còn cái địch nè Phong ơi. Cho tôi cái gì đi, trời ơi, Phong đi nó nghe quá à. Đây 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 đây. Giờ sao? Con đứng dậy tôi. Trời ơi, đừng, trời ơi, bay quá, đâu biết leo bạn ơi. Để Phong, Phong bắt con này ra, ra chỗ khác cho. Đúng rồi, bắt chỗ khác đi, đúng rồi. Ôi, nó đuổi tôi kìa. Trời ơi, chỗ đó rồi mày. Trời ơi, cái gì vậy ông? Cái con này lì thiệt luôn á. Ôi, đúng rồi, nên vậy đi. Trời ơi, bây giờ đưa tôi vũ khí nhanh lên Phong, đưa tôi khiếp rồi khiên giáp đồ này tôi mang lên, tôi chém bọn nó này nhanh nhanh nhanh. Trời ơi, bọn này nó ghê quá. Tôi có này cho Sam nè. Rồi, không sao, có Phong cận đồ bro là được rồi. Ủa, gì đây? Ủa, ông giỡn mặt tôi, ông giỡn, giáp đâu, rồi đứa giáp đâu, bây giờ kiếm rồi có đây giáp rồi, ông này giỡn mặt tôi đưa tôi giáp, đây, giáp đây, nhanh, trời ơi, trong cái kiếm này, chắc cái kiếm này cũng gà không sao, giáp mà là được rồi các bạn, có giáp là được rồi, nhanh, đưa tôi bộ giáp, nhanh lên, đang lấy nè, giáp nè. Ủa, ông ơi, ông có lộn đưa tôi đồ xích thú không vậy, tôi có đồ đi diễn xiếc đâu, sao đưa đồ xích thú cho tôi vậy? À, cái này là giáp đó bà không thấy thanh giáp của bà tăng lên hả? Ủa, có giáp mà sao mà đồ gì kỳ vậy? Khoan, từ từ, Phong có cái này đặc biệt hơn cho Sam nữa nè. Đây. Có gì? Cứ bình tĩnh đây, Phong có cái này mới là hay nè. Đó. Ôi, trời ơi, cái này được nè, cái này được nè bạn ơi, cái này được nè. Trời ơi, ok, quên bây giờ những này, đây, đó, ủa đồ rồi. Đây rồi bạn ơi, kiểu này là chơi được đó nha. Mình có đồ hồi sinh nha bạn. Trời ơi. Dĩ ra đây Sam. Giỡn mặt. Trời ơi, đây nhìn đồ thường thôi, nhìn đồ hơi xấu thôi, nhưng mà không sao, mình đánh được. Phong ơi, giúp tôi được không? Ồ, quay, ông lên lấy đồ sao giúp mình được. Ây, ây dạ, tôi giúp bà được. Bây giờ chỉ có cách là tôi giúp bà là tôi kéo nó văng xuống. Đúng rồi, giúp tôi đi. Trời ơi, Phong, cái kiếm này gà quá Phong ơi. Sắp bị kiếm thôi. Đúng rồi, để tôi đẩy ra. Đúng rồi, phụ không nào. Đây, đúng rồi, kéo. Đúng rồi. Đây con này nè, con này nè, móc nè, đừng móc tôi nha, móc tôi là chết luôn á. Rồi á. Cái con này trời ơi, hèn gì ơi, hết kiếm rồi, từ chờ xíu mấy con quỷ này lấy kiếm nè. Thôi kìa, đây nè, đây rồi, con có quỷ, con cuối. Nè nha, nè. Tôi muốn chém ông em thôi vậy nè. Ông vậy đâu bắt tôi không anh? Đâu có bắt người ta đâu. Trời ơi trời. Này tôi nè. Ông may mắn ông là linh hồn đó nha. Ông may mắn ông là linh hồn. Tôi không quánh được ông nha. Ông mà trở về tôi quánh ba mà ông nhận ra luôn nha. Trời ơi trời nè nha. Không chơi. Mệt coi luôn á. Trời ơi, tôi đang giúp ông đó. Nhìn tôi giống con người không? Hay bây giờ tôi giống sức khỉ hơn không? Trời ơi trời. Ủa gì đây? Ủa mà gì đây? Lần tôi xem coi. Không biết nữa. Cái gì đây? À, cái gì vậy? À, Phong ơi, cái gì vậy? À, đâu tôi chơi là la gì? Trời ơi, cái gì vậy? Ông cứu Phong cần ở đâu? Cứu Phong cần ở đâu? Khổ ấy bạn ơi. Hết bị công tên bản xong bị mấy con gì kia ta nó đánh xong bây giờ bị la da nó giật cho cái không ra con người luôn hả? À, ông chịu đâu tôi đi về. Để tôi tí trời ơi, cái gì chứ mấy cái này dễ ẹt, tôi không hết. Ôi cái gì nói nhanh đây ông, mà có cách là tôi đứng đây tôi ngồi tôi chơi tôi cười cái này luôn á, tôi không có quả giúp ông đâu, bây giờ ông giúp ngược lại tôi bây đi. Bây giờ nè, tôi có thể đặt được block nè, đó để tránh trường hợp Sam bị bay lên, Sam hãy chui vô trong đây nè, Phong sẽ đặt block rồi Sam đi qua từ từ hiểu không? Ủa được không? Rồi tôi đi nè, từ, ông đặt sao đi, ông đặt sao vậy? Rồi, tôi đặt đây nè. À, bây giờ Sam đến đâu tôi đặt rồi. Cái đó. Ui, ui được đây được các bạn ơi, được. Ui rồi đây trời ơi thông minh quá bạn ơi, thông minh quá không tận nè. Ui. Đây, tôi đi thẳng nhà rồi, đây, rồi như vậy mới được chứ. Ít nhất là vậy chứ bây giờ. Mày ơi bạn ơi, có cái đường này nữa không mà tôi cũng đi qua luôn các bạn ơi. Tôi đi mà không chạm đất luôn các bạn, vậy là chân trên không luôn. Đây đi tới nè, tới, đó, tới.
Phong ơi, rồi tới chưa? Sợ, sợ quá hả? Sợ, ôi trời ơi, làm tôi cái đầu tôi vậy, tôi đã thiết đầu không hay sao đó, cái dẫn cái đầu tôi vô à, đau đầu chết luôn á Phong ơi. Trời, tôi thấy bà đi chậm chậm vậy thấy buồn quá, tôi tạo thêm điểm nhấn cho bà. Trời ơi, ông tốt quá ha. Rồi tôi lên đây rồi, xuống rồi, ok. Rồi trời ơi, về tôi thành Sammy đầu công với bạn. Trời ơi, ủng cái đầu muốn chết luôn á trời ơi. U mấy cục luôn, cái gì vậy ông Tạo, đừng nhấn cho tôi vậy vậy. Ê, ông Tạo cái đơn thật. Ông giữ mặt tôi à. Rồi xuống đây tôi nằm với gì vậy. Bây giờ ông tin tôi, ông nằm cùng nhau, ông ai cứu ông với tôi ông hả? Bé qua được kia. Trời ơi, biết rồi, tôi tạo điểm nhấn, tạo thêm sự hồi hộp cho video mà. Sao không, không có vui hết trơn á, trời ơi, tôi đang khổ gần chết rồi nè, trời ơi. Trời ơi, mệt quá mấy bạn ơi, trời ơi, bây giờ tôi còn chưa lành hết vết thương, bây giờ lên coi, ủa, từ cái này màn cuối hay sao vậy, nhìn sao đặc biệt vậy ta? Từ, ơi. Hình như gần màn cuối, ơi, gần màn cuối đâu rồi, sao từ từ, từ gì? Sao, mình tỉnh Sam ơi, từ hãy lên, không có đồ, đưa cho Sam. Đâu, Sam. Vũ khí, đúng đâu, rồi, Sam coi được. Ui, cái con bếp cuối kia bà ơi, nó tát tôi. Trời ơi, tôi chưa đưa vũ khí vậy, bà đã leo lên rồi. Thì đưa, tôi ai biết rồi, tưởng nó giỡn chứ ai biết, bây giờ ông nói thật, trời ơi, con yêu xích, xích đàn quay. Giỡn cái đầu bà, để tôi kiếm vũ khí. Trời ơi, nhanh lên. Vũ khí. Trời ơi, trời ơi, nó tát tôi kìa, bà ơi. Cái gì? Sam ơi. Đâu, cái súng, trời ơi, cái súng lục á. Ủa, đây, ái da, súng. Bắn cho chết, trời ơi, súng này bắn xuyên nách, không bắn được, súng này không được. Bà bắn gì, bà bắn hụt không vậy, nè, súng mạnh hơn nè. Đâu, súng, ui, súng này được, ai da, đó, đây, quay, đây, bà thôi. Ai? Bắn hụt không vậy, bà nội. Súng không có dụng được, ông ơi, để cho tôi cái đồ gì xinh xinh tới đây, trời ơi, trời mưa rồi kìa. Xin. Cho cái kiếm, cho cái gì đi, cho tôi cái gì đi, trời ơi, trời, cái con yêu quái mặt quỷ nè. Tôi coi, cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Cái gì vậy, coi này, trời ơi, ủa, có gì đâu, ủa gì đâu. Ừ thì đâu có gì đâu, làm nó bắt tôi kìa, trời ơi, Phòng ơi, nhanh lên, tìm tôi cái bóng rồi đi. Để tôi kiếm, có cái gì cho Sam ta. Mày con yêu quái, ta đánh tay không ơi, đây, có cái kiếm, cái kiếm gỗ mà ra, trời ơi, bây giờ tôi phải dùng kiếm gỗ gà quá. Cái gì? Tàn hình. Cái gì vậy? Bây giờ bắt tôi mang áo giáp tàn hình như vậy? Trời ơi, có cái gì xịt xịt đó không? Ông đưa cái gì cho khi tôi với ông nằm cạnh nhau nè, ông ta đâu? Nè, ơi. Nè, có cái đôi nè, tôi hù nè, mà cầm cái đôi mà quất đó. Cái đôi quất đó, từ từ xem coi. Rồi hả? Ủa, cái gì đâu, nó bắt tôi? Không có được. Bà quất xuống dưới đất á, quất xuống dưới đất á. Đây, không có được, trời ơi, có cái gì xinh xinh đó không? Sao ông gà vậy, trời ơi, lúc đó tôi sẽ kêu quái vật ra chiến đấu cùng với bà, nó sẽ chiến đấu cùng với bà để bảo vệ bà. Trần Lê Phong ơi, cho khi tôi bị hẻo, cứu tôi. Quái vật heo, xuất hiện. Đánh nó đi, heo. Heo ơi, đánh cho đi. Cái gì heo, đứng nhìn nghe heo. Heo ơi, đánh nó đi heo. Ông ơi, nó đánh tôi ông, sao ông thương tôi vậy, ông ngồi ông cưỡi heo gì vậy ông nội, trời ơi, qua ông ngồi cưỡi heo mấy bạn, còn tôi ngồi cưỡi phong cận nè mấy bạn ơi. Khổ, tôi khổ quá. Ông ngồi ông cười chứ vậy, ông cười trên nỗi đau của tôi à. Ủa sao con heo này nó không thấy chồng. Nhanh lên, trời ơi, tôi chấp nhận bây giờ, trời ơi. Ủa con heo nó chuyển qua quýnh luôn bà vậy. Chịu đau một xíu nha. Vậy ông làm gì tôi? Hả? Tôi còn một cách này duy nhất thôi. Xin lỗi bà, nhưng mà hãy gọi là sẵn sàng nha. Ủa? Tôi cách này rồi. Cách này tiêu diệt được nó không vậy? Chắc 100% không? Mà chắc 100% nha. Chắc tiêu diệt được nó. Trời ơi, trời mưa dữ quá bạn ơi. Trời ơi, con heo này nó phản chủ rồi đó. Con heo này xích ra. Trời ơi trời. Sam ơi. Cái gì? Đừng Phong ơi, trời ơi, tôi không muốn gọi là chết bánh xác Phong ơi, trời, cái gì vậy Phong ơi, đừng. Hãy xem đi. Phong ơi, trời ơi, cứu tôi. Bắt nó chân xanh, cứu tôi. Ôi, thuốc đâu? Tìm tôi thuốc dạng á.
xong rồi tôi liệt rồi. Trời ơi, bốn chân tôi, bốn cẳng tôi liệt rồi. Ủa sao tôi lên được vậy? Rồi, quý khách đến rồi. Với chuyến bay Chicken Airlines của chúng ta. Chicken Airlines. Tôi là Việt Nam Airlines, Chicken Airlines. Ui, tôi thấy con bò, tôi thấy con heo. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Wow. Nhưng mà nói chậm quá sao mà tôi có cách này hay hơn nè. Cái gì vậy? Trời ơi, trời, ủa, cái cách gì? Ủa đâu rồi? Cách này hay hơn nè, từ từ. Ủa mà đâu? Trời ơi trời, ê đừng làm tôi té nha, tôi sợ nha. Trời ơi bệnh gần chết ra. 5 minutes later. Trời ơi lẹ lẹ bạn ơi, trời ơi ra mà cửa phòng cận nè. Trời ơi mệt dễ sợ luôn. Phong ơi đâu rồi? Trời ơi, ủa gì đây? Đứng sẵn luôn hả? Trời ơi đứng đây gì rồi? Trời đây, trời ơi bánh ông một chưa ăn xong nè, ăn đi ông nội. Tôi đưa bánh cho ông sao không ăn vậy? Tôi đã bị khùng đâu mà tôi ăn. Trời ơi tôi nằm im mà nhét bánh vô tôi rồi là tôi đi luôn á, chứ tôi không quay lại được đâu. Ok rồi, Đức chuẩn bị sẵn sàng chưa? Để tôi quăng thuốc vô là xong nè. Đó bây giờ tôi quăng vô lỗ mũi giống nghe đi trong hết nha. Bây giờ quăng vô đâu đây, từ từ để xem quay. Ok cái mỏ mà tôi quăng vô nha, chuẩn bị nha, không chuẩn bị nha, sẵn sàng nha. Rồi 1, 2, 3 rồi. Ui sao tôi giật luôn vậy? Sao tôi giật luôn vậy? Ôi, cái này là tại bà, cái này là tại bà. Bà không có chịu cháy, ok rồi. Rồi, sao sao? Ui, tôi sắp trở lại bình thường rồi. Ủa, sao chị mua? Ủa, sao chị mua lửa vậy? Ui, quay gì vậy? Ui, xong. Chảy rồi sao ơi, giật lửa. Phong ơi, ủa sao vậy Phong? Phong ơi, ủa gì vậy? Ủa thuốc gì đâu kỳ vậy Phong ơi, ông tỉnh vậy? Trời sáng khoái quá. Trời ơi ông tỉnh lại rồi. Trời ơi ông thuốc gì đâu, bây giờ thuốc tặc lực không có hình cao mạnh như trời vậy Phong ơi, ông có sao không? Ủa có lỗ thuốc không vậy? Phong, đây coi. Trời đất ơi, khỏe chưa ông? Hay quá Sam ơi, tôi khỏe rồi, tôi tỉnh lại rồi, hay quá Sam ơi. Trời ơi, thuốc gì đâu mà xịn dễ sợ luôn à. Rồi ông không nhớ tôi lại không? Từ từ kiểm tra coi ông thực sự Phong cần phải Phong cần không? Phong cần có nhớ tôi lại không? Hả? Không tôi... Trời ơi, ông này đùa dễ sợ, đùa vui dễ sợ. Mà tôi lại, nó lại coi mệt tôi mà cứu ông xong á. Tôi lại. Bà chính là mèo Sammy. Trời ơi, chắc tôi để ông nằm dưới kia đúng không? Ông tên ông, ông tên ông hả? Trời ơi, tôi nhớ mà ông Cần có nhớ tôi không? Hay à, cái nhà ai màu vàng đẹp quá vậy? Trời ơi, chết rồi bạn ơi, Phong Cần bị khùng rồi. Thôi bây giờ từ từ đứng yên tới xíu để tôi gọi xe cấp cứu tới cứu ông. Xách ông qua nhà thức điên nha. Hoa tặng Sam nè. Trời ơi, trời thấy bị điên chưa? Trời ơi, trời cứu gì xong thành bị khùng luôn mọi người. Đó, cứu Phong Cần xong bây giờ phải tốn tiền đưa cho ông qua bệnh viện các bạn. Thôi ok mọi người, nếu mà thích video này đừng quên cho Sam một like, một share, còn đừng quên subscribe cho tất cả thành viên từ nhà. Và nếu bạn thương sao đừng xem video của sao quay quảng cáo thì các bạn đừng quên xem video của cá nhân sao từ 5 đến 10 giây chút xong có số tiền nhỏ nhỏ là chịu. Mình không trong phòng cần các bạn ơi, trong phòng bệnh nặng lắm rồi bạn ơi, đừng ăn đất này ơi, ăn bánh nè, đừng ăn đất bánh nè trời ơi Phong ơi. Không biết không mấy bạn ơi. Thôi tụi mọi người ở clip sau nha, hẹn gặp lại, bye bye Phong ơi, bye bye Phong ơi. Đừng lên trời gặp chị Hằng nữa Phong ơi. Trời ơi trời, quá khổ luôn. Thôi bye bye mọi người nha, bye bye.